Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và chúc Tết tại tỉnh Long An, Đồng Tháp và thành phố Hồ Chí Minh. Bước sang năm mới 2012, Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền các tỉnh thành phố phía Nam cần phát huy tính năng động, sáng tạo trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế, chăm lo đời sống cho người dân và đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng. Trong không khí mừng Đảng, mừng xuân, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ và nhân dân tỉnh Long An. Chủ tịch nước ân cần hỏi thăm sức khỏe của các đồng chí lão thành cách mạng và biểu dương sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân Long An đã đưa tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh đạt hơn 12%, cơ bản hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội trong điều kiện trong nước và thế giới có nhiều khó khăn. Chúc Đảng bộ và nhân dân Long An đón xuân Nhâm Thìn 2012 vui tươi, an lành, thịnh vượng. Chủ tịch nước mong muốn sang năm mới, tỉnh Long An tiếp tục thực hiện 4 chương trình đột phá, 9 công trình trọng điểm, trong đó chú ý thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 3 về cơ cấu lại nền kinh tế, đồng thời triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng, đáp ứng sự mong đợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhân dịp đến thăm và chúc Tết tại tỉnh Đồng Tháp, Chủ tịch nước đã đến dâng hương tại khu mộ và thăm khu di tích cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Chủ tịch nước đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Đồng Tháp đã đạt được trong năm 2011, khi lần đầu tiên đạt sản lượng lúa hơn 3 triệu tấn. Đời sống người dân từng bước được đảm bảo, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 13%. Đây là nỗ lực lớn của một tỉnh mà nông nghiệp chiếm phần lớn. Chủ tịch nước cũng lưu ý, để xóa đói giảm nghèo bền vững, Đồng Tháp cần tập trung thực hiện tốt mô hình nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao và đảm bảo ổn định đời sống người dân, nhất là bà con nông dân. Chủ tịch nước đặc biệt quan tâm đến việc điều tiết thị trường nhằm đảm bảo và nâng cao lợi nhuận cho bà con nông dân trong xuất khẩu lúa gạo. Cũng trong chiều nay, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến chúc Tết Đảng bộ và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đạt được trong năm qua, nhất là việc thành phố giữ vững vai trò là trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước, an sinh xã hội có bước phát triển tích cực, an ninh chính trị được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tốt, đặc biệt đã chăm lo tốt cho các gia đình chính sách, đồng bào nghèo của thành phố đón Tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, đầm ấm và an toàn. Lắng nghe và ghi nhận các ý kiến chân thành của các vị lão thành cách mạng về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị thành phố không chỉ đi đầu trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân dân mà còn đi đầu trong công tác xây dựng Đảng. Chủ tịch nước tin tưởng thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát huy tốt hơn nữa truyền thống năng động sáng tạo với tinh thần cùng cả nước vì cả nước. Trong năm mới sẽ đạt được nhiều thắng lợi hơn, tích cực góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vượt qua những khó khăn thử thách, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển đất nước nhanh, bền vững, đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 như Nghị quyết Đại hội Đảng 11 đã đề ra.